xin chào tất cả các em. Hôm nay cô trò chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau học môn tiếng Việt, sách kết nối tri thức với cuộc sống, chủ đề 5, bài học từ cuộc sống. Hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng nhau học bài 2, câu chuyện của rễ. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau quan sát cây trong tranh và cho cô giáo biết cây có những bộ phận nào. Các em ạ, trong bức tranh chúng ta quan sát thấy đây là một cái cây. Trong cây này có các bộ phận như sau. Bộ phận thứ nhất chúng ta quan sát từ dưới lên, đó là hình ảnh chiếc rễ. Hình ảnh tiếp theo là thân cây. Hình ảnh tiếp theo là cành cây, lá cây, hoa và quả. Như vậy đây chính là những bộ phận của cây đấy các em. Vậy các em cho cô biết bộ phận nào của cây khó nhìn thấy nhất? Và vì sao em lại cho là khó nhìn thấy? Các em ạ, trong cây thì chúng ta thấy các bộ phận của cây thì bộ phận khó nhìn thấy nhất đó là bộ phận rễ đấy các em. Các em ạ, vì rễ bám sâu xuống dưới lòng đất, do đó chúng ta không nhìn thấy và khó nhìn thấy nhất đấy các em. Các em ạ, rễ cây là một bộ phận không thể thiếu đối với một cái cây để chúng có thể trưởng thành, phát triển và đơm hoa kết trái thì phải có rễ thì cây mới sống được. Rễ có thể hấp thụ những thức ăn, dinh dưỡng mà làm cho cây có thể trưởng thành và đơm hoa kết trái đấy các em ạ. Vậy hôm nay cô trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu câu chuyện của rễ, xem rễ có tác dụng gì nhé. Các em ạ, đây chính là một bài thơ nói về câu chuyện của rễ. Bây giờ các em hãy lắng nghe cô giáo đọc mẫu bài thơ này nhé. Câu chuyện của rễ. Hoa nở trên cành, khoe muôn sắc thắm. Giữa vòm lá xanh, tỏa hương trong nắng. Để hoa nở đẹp, để quả chịu cành, để lá biếc xanh, rễ nhìn trong đất. Nếu không có rễ, cây chẳng đâm chồi, chẳng ra trái ngọt, chẳng nở hoa tươi. Rễ chẳng nhiều lời, âm thầm nhỏ bé, làm đẹp cho đời, khiêm nhường lặng lẽ. Bài thơ này của tác giả Phương Dung. Như vậy các em vừa nghe cô giáo đọc xong bài câu chuyện của rễ. Bây giờ để các em có thể đọc tốt được bài này, cô giáo hướng dẫn các em luyện đọc một số tiếng từ khó trong bài nhé. Các em ạ, trong bài đọc, khi đọc các em cần lưu ý một số tiếng từ sau. Các em lưu ý cho cô từ sắc thắm. Cô mời các em đọc lại sắc thắm. Từ tiếp theo là từ chịu cành. Chịu cành. Tiếp theo là từ đâm chồi. Đâm chồi. Mời các em đọc lại các từ này. Sắc thắm, chịu cành, đâm chồi. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc lại bài này một lần nhé. Câu chuyện của rễ. Hoa nở trên cành, khoe muôn sắc thắm. Giữa vòm lá xanh, tỏa hương trong lắng. Để hoa nở đẹp, để quả chịu cành, để lá biếc xanh, rễ chìm trong đất. Nếu không có rễ, cây chẳng đâm chồi, chẳng ra trái ngọt, chẳng nở hoa tươi. Rễ chẳng nhiều lời, âm thầm nhỏ bé, làm đẹp cho đời, khiêm nhường lặng lẽ. Như vậy các em lưu ý cho cô giáo từ lặng lẽ. Lặng lẽ. Như vậy khi đọc thơ, các em cần lưu ý cách ngắt nghỉ hơi sau các dòng thơ. Và chúng ta lưu ý cách ngắt nghỉ như sau. Chúng ta ngắt hơi ở cuối dòng thơ, cuối các dòng thơ, và nghỉ hơi sau dấu chấm ở khổ thơ thứ nhất. Chúng ta ngắt hơi ở cuối mỗi dòng thơ và nghỉ hơi ở sau dấu chấm các em nhé.
Ngoài ra chúng ta còn phải ngắt hơi ở sau dấu phẩy và nghỉ hơi ở sau dấu chấm. Ngắt hơi cô giáo dùng một vạch và nghỉ hơi cô giáo dùng hai vạch. Bây giờ cô mời các em hãy luyện đọc lại bài này nhé. Câu chuyện của rễ. Hoa nở trên cành, khoe muôn sắc thắm. Giữa vòm lá xanh, tỏa hương trong nắng. Để hoa nở đẹp, để quả chịu cành, để lá biếc xanh, rễ chìm trong đất. Nếu không có rễ, cây chẳng đâm chồi, chẳng ra trái ngọt, chẳng nở hoa tươi. Rễ chẳng nhiều lời, âm thầm nhỏ bé, làm đẹp cho đời, khiêm nhường lặng lẽ. Như vậy cô và các em vừa cùng nhau đọc xong bài câu chuyện của rễ. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc khổ thơ. Chúng ta cùng nhau chú ý, đây là bài thơ thể thơ 4 chữ và mỗi một khổ thơ có 4 dòng thơ. Ở đây là 4 khổ thơ các em nhé. Khổ thơ thứ nhất, khổ thơ thứ hai, khổ thơ thứ ba và khổ thơ thứ tư. Như vậy bài đọc này được chia làm 4 khổ thơ. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc từng khổ thơ một nhé. Chúng ta luyện đọc khổ thơ thứ nhất. Câu chuyện của rễ. Hoa nở trên cành, khoe muôn sắc thắm. Giữa vòm lá xanh, tỏa hương trong nắng. Các em ạ, trong khổ thơ thứ nhất, các em lưu ý cho cô từ sắc thắm. Sắc thắm ở đây có nghĩa là màu đậm và tươi, thường nói về màu đỏ, cho nên được gọi là sắc thắm. Như vậy là màu hoa được tả là màu đỏ thắm đó các em ạ. Chúng ta đọc lại khổ thơ thứ nhất nhé. Câu chuyện của rễ. Hoa nở trên cành, khoe muôn sắc thắm. Giữa vòm lá xanh, tỏa hương trong nắng. Chúng ta cùng nhau luyện đọc khổ thơ thứ hai. Để hoa nở đẹp, để quả chịu cành, để lá biếc xanh, rễ chìm trong đất. Các em lưu ý ở khổ thơ thứ hai có từ chịu. Các em ạ, chúng ta hiểu nghĩa từ chịu như sau. Chịu có nghĩa là bị sa hoặc cong oằn xuống vì chịu sức nặng. Ở đây ý muốn nói quả chịu cành, nghĩa là quả nhiều và nặng, làm cho cành bị cong xuống đấy các em ạ. Chúng ta luyện đọc lại khổ thơ 2. Để hoa nở đẹp, để quả chịu cành, để lá biếc xanh, rễ chìm trong đất. Cô trò chúng ta luyện đọc tiếp khổ thơ thứ 3. Nếu không có rễ, cây chẳng đâm chồi, chẳng ra trái ngọt, chẳng nở hoa tươi. Trong khổ thơ thứ 3, các em hiểu nghĩa cho cô từ chồi. Chồi ở đây là phần đầu ngọn cây, cành hoặc mọc ra từ rễ, về sau phát triển thành cành cây đấy các em ạ. Chúng ta lưu ý trong bức tranh chúng ta quan sát, đây chính là cái chồi khi mà mọc lên thì nó sẽ tạo thành các cái nhánh và các cái cành, đây chính là các cái cành cây. Đấy. Phần đầu của ngọn cây khi mà nó mọc lên thì sẽ tạo mọc ra từ rễ và về sau sẽ phát triển thành các cành, và từ các cành đấy sẽ tạo ra các lá và hoa và quả các em nhé. Chúng ta luyện đọc lại khổ thơ thứ 3. Nếu không có rễ, cây chẳng đâm chồi, chẳng ra trái ngọt, chẳng nở hoa tươi. Cô trò chúng ta luyện đọc khổ thơ thứ 4 nhé. Rễ chẳng nhiều lời, âm thầm nhỏ bé, làm đẹp cho đời, khiêm nhường lặng lẽ. Trong khổ thơ thứ 4, các em hiểu nghĩa cho cô từ khiêm nhường. Khiêm nhường ở đây có nghĩa là khiêm tốn, không dành cái hay cho mình mà sẵn sàng nhường cho người khác đấy các em ạ. Chúng ta luyện đọc lại khổ thơ 4 nhé. Rễ chẳng nhiều lời, âm thầm nhỏ bé, làm đẹp cho đời,
khiêm nhường, lặng lẽ. Như vậy cô trò chúng ta vừa cùng nhau luyện đọc bốn câu thơ. Bây giờ cô trò chúng mình cùng đọc lại cả bài nhé. Câu chuyện của rễ. Hoa nở trên cành, khoe muôn sắc thắm, giữa vòm lá xanh, tỏa hương trong nắng. Để hoa nở đẹp, để quả chịu cành, để lá biếc xanh, rễ chìm trong đất. Nếu không có rễ, cây chẳng đâm chồi, chẳng ra trái ngọt, chẳng nở hoa tươi, rễ chẳng nhiều lời, âm thầm nhỏ bé, làm đẹp cho đời, khiêm nhường lặng lẽ. Như vậy cô trò chúng ta vừa cùng nhau luyện đọc xong câu chuyện của rễ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu nội dung của bài nhé. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần 3. Tìm ở cuối các dòng thơ những tiếng cùng vần với nhau. Ở đây mẫu là tiếng cành và tiếng xanh có cùng vần anh với nhau đấy các em. Vậy cô giáo sẽ tìm được một số những tiếng ở cuối các dòng thơ có cùng vần với nhau nữa, đó là tiếng lời và tiếng đời đều có chứa vần ơi đấy các em. Tiếng bé và tiếng lẽ đều có âm e. Mời các em đọc lại. Cành, xanh, lời, đời, bé, lẽ. Tiếp tục cô trò chúng ta cùng nhau chuyển sang phần 4. Đó là trả lời câu hỏi. Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu nội dung của bài đọc. Chúng ta cùng nhau trả lời các câu hỏi sau. Câu hỏi thứ nhất. Nhờ có rễ mà hoa, quả, lá như thế nào? Các em ạ, trong bài thơ có nhắc đến là nhờ có rễ mà hoa, quả, lá phát triển tốt đấy các em. Như vậy chúng ta thấy rễ là một bộ phận không thể thiếu đối với một cái cây. Rễ là nơi đã làm cho cây phát triển và lớn lên và có thể đơm hoa kết trái được cũng nhờ vào rễ đấy các em. Câu B, cây sẽ như thế nào nếu không có rễ? Các em ạ, nếu không có rễ thì cây sẽ không đâm chồi, nở hoa và kết trái. Các em ạ, nếu như cây mà không có rễ thì cây sẽ không có sức sống, không có sự sống thì sẽ không đâm chồi, không nở hoa và sẽ không kết thành những trái ngọt được đâu. Do đó, rễ là một bộ phận rất quan trọng của cây. Câu hỏi C, những từ ngữ nào thể hiện sự đáng quý của rễ? Các em ạ, trong bài thơ có nhắc đến những từ ngữ thể hiện sự đáng quý của rễ, đó là âm thầm, khiêm nhường. Chúng ta đã hiểu rồi, từ khiêm nhường có nghĩa là như thế nào và âm thầm có nghĩa là như thế nào. Cô nhắc lại, các em cùng nghe nhé. Khiêm nhường ở đây có nghĩa là khiêm tốn, không dành cái hay cho mình mà sẵn sàng nhường cho người khác. Âm thầm ở đây có nghĩa là không cần phô trương, không cần phải mọi người biết đến mà cần âm thầm để làm cho cây tươi tốt lên. Đấy, tức là cây, cái rễ cây nó âm thầm để nuôi sống sự trưởng thành của cây đấy các em ạ. Như vậy cô trò chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong nội dung của bài đọc rồi đấy. Tiếp tục cô trò chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần 5, học thuộc lòng hai khổ thơ cuối. Các em ạ, đây là hai khổ thơ cuối trong bài. Chúng ta cùng nhau đọc lại nhé. Nếu không có rễ, cây chẳng đâm chồi, chẳng ra trái ngọt, chẳng nở hoa tươi, rễ chẳng nhiều lời, âm thầm nhỏ bé, làm đẹp cho đời, khiêm nhường lặng lẽ. Về nhà các em hãy luyện đọc đi đọc lại nhiều lần để chúng ta học thuộc hai khổ thơ này nhé. Tiếp tục cô trò chúng ta cùng nhau chuyển sang phần 6. Nói về một đức tính em cho là đáng quý. Các em ạ, đây là một số bức tranh và một số từ ngữ nói về đức tính em cho là đáng quý.
Bây giờ các em hãy chú ý, ở bức tranh thứ nhất, đây chính là hình ảnh một cái cây khi mới bắt đầu mọc lên thì từ rễ đó các em. Và đây chính là hình ảnh tương ứng với từ ngữ về một đức tính đáng quý, đó là đức tính khiêm nhường. Khiêm nhường ở đây có nghĩa là khiêm tốn, không dành cái hay cho mình mà sẵn sàng nhường cho người khác đấy các em ạ. Tranh thứ hai đó là từ siêng năng, kiên trì. Đây cũng là một đức tính rất là đáng quý đối với con người chúng ta. Hình ảnh đó là con kiến đang cần cù chịu khó mang những chiếc lá về tổ đấy các em ạ. Cô giáo có ở đây siêng năng có nghĩa là chịu khó cần cù làm việc. Bức tranh thứ ba đó là sống giản dị. Các em thấy đây là hình ảnh cái cây rất là giản dị, đơn sơ, mộc mạc, không cần phải hoa huyết màu mè. Đây nó cũng là một đức tính đáng quý đấy các em ạ. Giản dị tức là sống một cuộc sống bình thường. Như vậy đây là một số những từ ngữ nói về đức tính mà cô giáo thấy đó là một số những đức tính rất là đáng quý đấy các em ạ. Trong đó đức tính khiêm nhường cũng là một đức tính rất là đáng quý, và chúng ta cần phải học tập những cái đức tính tốt này các em nhé. Tiết học của cô hôm nay đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em vào tiết học sau. Cảm ơn các em đã xem video. Hãy bấm like để ủng hộ kênh, comment để nêu ý kiến của bạn.